Võ Lâm Ngoại Sử chương 33 hồi 12 bước ngoặt bất ngờ phần 1 Cả bọn nằm say Lần quay trên đất Hùng Miêu Nhi bỗng đứng bật dậy nhìn chú thất thất cười Hà hà, ha nàng coi hắn còn theo nổi không? Chú thất thất nguyết dài Cho dù anh có bản lĩnh cũng đâu cần khiến chàng ra bộ như vậy Nàng chỉ cần quan tâm tới một mình thầm lãng Hùng Miêu Nhi ngay người thở dài lẩm bẩm. <laughs> nữ nhân, nữ nhân, ngươi vì nàng, nàng lại lo cho kẻ khác. Chu thất thất sắp xếp cho thẩm lãng xong mới cùng Hùng Miêu Nhi đi ra ngoài. Hai người mang hai tâm sự riêng, không ai mở miệng. Đến bờ tường của kỹ viện nọ, Chu thất thất quay đầu lại. Đêm nay không có thẩm lãng mở đường là hai ta phải hết sức cẩn thận đấy nhá. Hùng Miêu Nhi chỉ <laughs> một tiếng không đáp. Chu Tất Thất nhuyễn miệng cười. cười. Anh uống rượu không say lại ghen sao? Hai người phóng qua bờ tường, bên trong yên lặng như tờ, chẳng cảnh vệ không bóng người. Họ đi thẳng tới hậu viện mà không gặp ngăn trở. Chu Tất Thất nhận ra cảnh vật chung quanh phảng phất vẻ ma quái giống như hôm nọ, cũng dãy tùng rừng trúc đình đài lầu gác giả sơn, cũng đường giỏi tuyết động ao sen nước đóng băng nhìn ra cảnh vật chu thất thất càng thêm hồi hộp trời rét căm mà mồ hôi nàng tuôn ra như tắm hùng miêu nhi chợt cười to ha 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 rượu ngon rượu ngon trở lại một bầu chu thất thất hoảng hồn tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực xoay người nhanh kéo tay hùng miêu nhi nằm xuống cùng lăn vào bóng tối sau hòn giả dạ sơn qua một hồi lâu ngoài tiếng gió lay tùng trúc bốn phía vẫn lặng tĩnh lặng tiếng cười của hùng miêu nhi như ch ch chưa kinh động một ai Chu thất thất thở phào nhẹ nhõm, kéo áo Hùng Miêu Nhi giận dữ, anh điên rồi sao? Hùng Miêu Nhi cười hì hì, hì, điên rồi, điên rồi, uống rượu tốt nhất. Chu thất thất biến sắc, không tốt, anh, anh say sao? Hùng Miêu Nhi nghiêm mặt, ai say? Vừa rồi tôi chỉ thử coi nơi này có ai không mà thôi. Chu thất thất gắt, anh thử kiểu đó coi trường chết hiểu. Hùng Miêu Nhi lại lớn tiếng, được rồi, nàng không cho tôi thử thì tôi không thử nữa chủ tôi thất toát bồ hồi lạnh vội đưa ngón tay trỏ lên môi xịt xịt hừ, im chớ nói chi hùng miêu nhi cũng đưa ngón tay trỏ lên môi xịt xịt hừ, im chớ nói chi chủ tôi thật kinh sợ giờ khóc giờ cười chẳng biết làm sao nào vừa thấy hùng miêu nhi giả say ở nhà không lẽ hắn nhiễm xương trúng gió thành say thật hắn mà say thật thì là hại chết người Hùng Miêu Nhi đột nhiên đứng lên, duỗi tay duỗi chân chạy băng ra ngoài, thần pháp nhanh nhẹn phi thường, chủ thất thất muốn kéo lại cũng không kịp, chỉ đành theo sát sau lưng, khinh công của Hùng Miêu Nhi rất là linh hoạt và nhẹ nhàng, tuyệt nhiên không phát ra một tiếng động nhỏ, chủ thất thất lại thở vào nhẹ nhõm, <laughs> chỉ mong hắn không say, nếu không, Hùng Miêu Nhi bỗng phóng tới dãy tùng nhảy lên cánh nhánh cây khoa chân múa tay kêu la ầm ĩ giỏi cho người dám nói ta say, ta đánh rồi. ta đánh chết người Chú Thất Thất kinh hoàng phóng tới kéo Hùng Miêu Nhi xuống, thẳng tay bắt tay anh liên tiếp. Hùng Miêu Nhi không dãy dụa, phản không phản kháng chỉ cười hì hì. Chú Thất Thất tức mình mắng, đồ mèo ngu, mèo say, ta mới thật là muốn đánh chết người. Hùng Miêu Nhi lẻ nhẹ, <cười> 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 xin cô nương chớ đánh cho tôi, chỉ đánh 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 gần chết thôi. Chú thất thất dù đang giận cũng phải bật cười, nhưng hiểm nguy tứ phía, mèo này say vậy, nàng cười ra sao? liếc mắt nhìn quanh, khu vườn vẫn tĩnh lặng, không một bóng người. Chủ thất thất hầm hầm, mèo dai, nghe đây, ngươi mà gây ra một tiếng động nhỏ, ta điểm huyệt rồi bỏ ngươi lại đây, để bọn ác đến thịt ngươi, hiểu không? Hồng Mêu Nhi gật đầu lên tục, hiểu, hiểu, nghe hiểu, nghe hiểu. Chủ thất thất, ngươi còn dám gây tiếng động không? Hồng Mêu Nhi lắc đầu lên, hờ, không, hờ, dám. Hờ Chú thất thất thở ra một hơi, được rồi, bây giờ thì nhẹ nhàng theo ta, phát ra một tiếng động nhỏ ta lấy mạng người. Hùng miêu Nhi nói. Được rồi, bây giờ nhẹ nhàng theo cô nương, phát ra một tiếng động nhỏ, cô nương lấy mạng tôi. Ảnh là, chàng lập lại hết sức rõ ràng, chú thất thất mừng thầm. Ừ, hắn tùy say, nhưng mà vẫn có một hai phần tỉnh táo, vận khí của ta cũng cộng còn khá. Hắn mà náo loạn như vậy thì vẫn mà chưa đánh thức ai. Hai người lại từ từ đi về phía trước. Hai người này, một đã say thần trí ngu ngốc một lại trẻ tuổi kiến thức nông cạn nên chẳng nghĩ ra. Cái ồn ào huyên náo của Hùng Miêu Nhi vừa rồi đã đánh thức cả người chết, huống chi là cả cái vườn ao đã mang mạng vong. Vậy mà vẫn không động tĩnh, trong này hẳn phải có điều gì khác thường. Chủ thất thất không có kinh nghiệm nên chẳng nghĩ tới điểm khả nghi này, còn lại tự đắc cho rằng mình số tốt, đúng là giờ khóc giờ cười. Kỹ viện này chính là hoang ổ, quỷ ma mà, mà, chủ thất thất đã gặp bao nguy hiểm hôm nọ tiểu lâu kia đã trong tầm mắt nàng thấy phảng phất bóng dáng mỹ phụ tóc mây đẹp như hoa tươi độc như mãng xà lưng tựa ỉ lâu mắt cười ngoắt nàng mỉm cười ngoắt nàng chu thất thất dùng mình kéo hùng miêu nhi trốn sau một gốc cây cổ thụ hùng miêu nhi cái gì vậy chu thất thất vội vàng bịt miệng chẳng lại một tay chỉ tiểu lâu nàng giọng run đó chính là chỗ đó hùng miêu nhi ngô nghe nghe mấy tiếng trong miệng gật đầu liên tục chu thất thất nói nhỏ vào tai anh nói nhỏ vào tai chàng anh phải cẩn thận nhé không phát ra một tiếng động nhỏ nhé. nửa tiếng cũng không được tiểu lâu kia có một nữ nhân đáng sợ hơn tất cả các ác ma ở trên đời chỉ cần anh phát ra nửa tiếng là bà ta sẽ nghe được ngay lúc đó tôi sẽ kể như là tới số hiểu không tôi với anh kể như là tới số rồi đấy hiểu không hùng biêu nhi gật đầu chu thất thất khẽ thở dài à, tuy đã tìm ra được chỗ này nhưng mà bây giờ chúng ta phải tiến lui thế nào đi trước thám thính hay là trở về báo cho thẩm lão hùng miêu nhi rủ rỉ vào tay nàng ừ, chúng ta đi chứ nhìn một chút chu thất thất thở dài đi trước nhìn một chút anh không đoán được cái bà mỹ phụ kia đáng sợ cỡ nào đâu anh lại đang say như vậy hùng miêu nhi nói là không sao anh bộ, chàng bỗng vút ra như tên rời cung phóng thẳng tới tiểu lâu chu thất thất ngăn chẳng kịp gọi thì không dám sợ đến xanh cả mặt nàng muốn chạy theo nhưng đôi chân lại mềm nhũn Hùng Miêu Nhi tung chân đá vong cửa. Người ngàng sông vào, chủ thất thất như bị cú đá ấy, đã thẳng vào lòng, đầu óc quay cuồng, tim như ngừng đập. Nàng rũ xuống, trần tay lạnh ngắt, nước mắt tuôn ra như suối. Thôi, toàn rồi. Nàng tin rằng nếu mà Hùng Miêu Nhi đã vào đến tiểu lâu thì không thể sống sót để trở ra. Nàng muốn vào cùng chết với anh, với chàng, nhưng không nhấc mình nổi. Nàng đã ngã ngồi trên đất, nghiến răng lầm bẩm. <laughs> ai bảo người uống rượu cho say người làm bậy người sống hay chết nó chẳng liên quan gì được ta tuy vậy những giọt lệ long lanh trong đôi mắt thu thủy của nàng vẫn không ngừng tuôn chảy tiếng hùng miêu nhi là hét âm mỹ quỷ mẹ ba quỷ ma đầu mau ra đây có bản lĩnh thì cùng đại gia xét sống hùng miêu nhi ta đây cốc sợ người giọng lè nhè, lời hàm hồ chẳng nghe rõ tiếp theo là những tiếng ầm ầm như trận vật lộn tuy vẫu công của hùng miêu nhi cao cường tay chân nhanh nhẹn nhưng anh vẫn chưa là đối thủ của mỹ phụ tóc mây, huống chi là anh đang còn say mềm. Chủ tất thất khóc đến lịm người. Hay hơn, nếu không phải là vì tôi thì anh đã trả uống say đến như vậy. Cũng chẳng phải tới nơi này tôi đã hại anh. Chính tôi đã hại anh. Tôi lại ngồi đây mà không dám đi vào cùng anh liều mạng. Tôi thật là đáng chết, thật đáng chết. Nàng tự cắn vào cánh tay mình đến chảy máu. Tiểu lâu kia bỗng trở nên yên lặng cái im ắng tịch mịch đến kỳ lạ. Chủ thất thất giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ ngạc nhiên nháo nhác ngó quanh. Không cảnh chung quanh bỗng trở nên yên tĩnh khác thường. Tiểu lâu đen thẫm lạnh lùng đứng dưỡng trong bóng đêm, không một tiếng động, không một ánh đèn, không một bóng người. Nàng vừa sợ vừa thắc mắc, chuyện gì xảy ra nhỉ? Chẳng lẽ là hắn đã chết? Cho dù mà hắn đã chết thì cũng phải có một chút động tĩnh chứ? tiểu lâu vẫn im lìm như một u hồn quỷ bí gian xạo, mái hiên cong tinh xảo như một mái tóc của u hồn đang phất phơ trong gió. Cửa sổ đóng chặt như ánh mắt u hồn vĩnh viễn che giấu những bí ẩn ở trong lòng. Gió đêm thổi mạnh, lay động hai cánh cửa bị hùng miêu nhi đá mở tung, chẳng khác môi miệng của u hồn đang mỉm cười châm chọc trù thất thất. Ngươi dám vào sao? Người thường ngày lá gan không nhỏ, sao bây giờ một bước cũng không dám vào? chùm thất tất run cầm cập tuyết đêm ướt đẫm áo quần nàng ngó chân chân vào tiểu lâu ma quái hai cánh cửa khẽ lay động như đang khiêu khích chủ thất thất nàng nghiến răng dùng răng bò dậy tự mắng <laughs> sao ta lại sợ như vậy chết ta còn không sợ thì sợ chi nàng không biết sợ chính là một nhược điểm bẩm sinh của con người trừ người chết chẳng ai tránh được sợ Nàng chẳng phải đang sợ chết mà là sợ bản thân. Đây là một nỗi sợ mà ai cũng có. Những trung thần nghĩa sĩ từ cổ chí kim cũng sợ ít nhiều đôi khi đối diện với cái chết. Nhưng họ dựa vào ý chí quang minh chính đại để át đi nỗi sợ kia. Chủ thất thất đứng lên, tuy không thể nói nàng cũng có cái ý chí quang minh chính đại của những bậc trung thần nghĩa sĩ, nhưng nàng có một tấm lòng thành và an nguy vì an nguy của võ lâm mà vạch chân bí mật này. Nàng từng bước tiến tới tiểu lâu cửa tiểu lâu mở rộng bên trong còn tối hơn cả bên ngoài chủ thất thất đứng giữa trời căng mắt dùng hết mục lực cũng chẳng thấy gì ở bên trong càng lúc càng sợ, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng cắn răng lò dò đi về phía trước, không quay đầu lại, không dừng bước. Tuy khoảng cách không xa lắm, nhưng đoạn đường lại như dài vô tận. Khi tới trước cửa tiểu lâu, nàng như đã dùng hết khí lực của toàn thân, giờ chỉ cần một ngón tay khẽ đụng vào, nàng cũng có thể rơi vào cõi chết. Dùm. Hai cánh cửa bỗng dưng đóng lại, chủ tất tất giật bắn người, nàng cố chấn tĩnh, chỉ là gió. Gió rét đêm đông không hiểu chuyện, sao ta lại phải kinh người như vậy? Chủ thất thất mím môi, tay trái vuốt ngực, tay phải khẽ đẩy cửa, sau cửa như không có người, không có một phản ứng. Nàng có thêm can đảm bước vào, nàng cẩn thận từng bước, chú ý đề phòng địch nhân tấn công bất ngờ, trong phòng tối đến nỗi đưa bàn tay lên không thấy được năm ngón. Nàng chỉ nghe tiếng tim mình đập mạnh, trong tiểu lâu không một tiếng động, sự yên tĩnh này càng khiến nàng lo lắng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong này có mai phục, bẫy dập hay quỷ kế gì, hồng miêu nhi đâu, là chết, là sống, bọn người trong tiểu lâu còn chờ gì nữa mà chưa ra tay. Chú Tất Tất chỉ biết nhắm mắt mở bước, đã có gan vào tiểu lâu, nàng chẳng muốn trở ra, nàng cứ từng bước đi từng bước đi tới, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm cả người. Nàng chẳng khác chi kỵ sĩ mù, mù. nơi đồng trống trừ chu thất thất trên đời chẳng có ai dám thẳng tiến vào trong đêm đông vô tận như thế chu thất thất chợt vấp về một người đang nằm dưới đất nàng ngã nhào về phía trước thì đụng vào một thân người khác phảng phất mùi khắm khú của nam nhân say rượu chu thất thất kinh hãi lùi về sau quát lớn là ai không lời đáp chỉ có tiếng cười khúc khích chu thất thất run giọng hét ngươi là ai trong phòng chợt sáng ánh đèn khiến gian phòng mới đó tối thui nay đã sáng tỏ như ban ngày mắt nhói đau vì ở lâu trong bóng tối chu tất tất vội vàng nhắm mắt lại nàng rùi, lùi ra sau vài bước lưng chạm vào một người khác nàng khiếp vía chạy tới thì người ấy bắt lấy đầu vai của nàng giữ chặt nàng dãy ruộng thì chợt nghe đứng cho vững coi chừng ngã giọng nói quen thuộc của thẩm lãng Tu thất thất vội mở to hai mắt, nàng giật mình kinh ngạc, mắt trợn trắng, miệng há hốc không nói ra lời. Trong phòng bàn ghế ngay ngắn như chưa từng xảy ra một trận đánh nhau. Ngoài thẩm lãng còn có người đang dựa cửa mỉm cười, vườn lần hòa. Bên cạnh hắn là tên mới say mềm, thần chí mơ hồ nói năng lộn xộn, hại nàng đau lòng chảy không ít nước mắt liều mạng xông vào, hùng miều nhì tuy sự có mặt của ba người này đã khiến cho nàng kinh ngạc nhưng làm cho nàng sững sờ hơn là người bên cạnh hùng miêu nhi người ấy lưng dài vai rộng gân cốt nổi vòng lưỡng quyền nhu cao đó chính là thiết hóa hạc bốn người này vốn là thù không phải là bạn lại cùng chung một chỗ cùng đang mỉm cười chu thất thất hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vương lần Hòa vòng tay bội phục chủ thất thất cô nương quá nhiên can đảm hơn người, xứng danh là cân quốc ảnh thư, tại hạ đây bội phục sát đất. Thiết hóa hạ cũng vòng tay, cô nương vì an nguy của bọn ta không ngại mạo hiểm chịu bao gian khổ, à, tủi thân, tại hạ vô cùng cảm kích suốt đời xin khắc cột ghi xương thẩm lãng cười ừ, sau khi trải qua chuyện này kiến thức và lòng can đảm của em đã gia tăng không ít tuy em đã bị khá nhiều kinh hãi nhưng mà cũng là đáng giá hùng miêu nhi cười to ha, 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 bọn họ nói chưa chắc nàng đã dám xông vào tôi lại nói là nàng nhất định sẽ vào chu thất thất chật hết lên im miệng các người im miệng hết nàng bước tới chất mặt thẩm lãng lớn tiếng chuyện gì đã xảy ra anh nói mau em vắt đi đến nơi rồi đấy hùng Mêu nhi mỉm cười hê hey, cô nương từ từ nói chuyện cần gì chu tất tất thẳng tay sáng cho anh một bàn tài hùng miêu nhi đưa tay xóa mãi ai yeah, da không biết làm thế nào cho phải chu tất tất chống lại nhìn anh lớn tiếng từ từ cái gì nói chuyện cái gì không phải anh đang say sao bây giờ đột nhiên lại tỉnh táo như vậy vừa rồi anh giả say có phải không hùng miêu nhi cười khổ tôi tôi, tôi. Chu thất thất nhắm vào lỗ tai anh hét lớn Anh gạt tôi, tại sao anh lại gạt tôi Tiếng thét của nàng như muốn đâm thùng màng nhĩ của Miu, Hùng Miêu Nhi Anh lùi lại ba bước lắp bắp <laughs> Cái này, cái này Mồm mép hoạt bắt như Hùng Miêu Nhi Mà giờ này không nói ra một tiếng Ngoài phòng lẫm liệt như Hùng Miêu Nhi Mà giờ này rút đầu rút cổ như một con mèo ướt Vương Lân Hoa anh đưa mắt chàng đưa mắt nhìn Vương Lân Hoa cầu cứu. Vương Lân Hoa vội ho một tiếng. <laughs> à, chuyện này thì có nhiều uẩn khúc nhưng nhưng Thẩm Lãng tiếp lời. Um, bọn anh hoàn toàn không có ác ý với em Thẩm lãng nói Chú thất thất rộng chân Không có ác ý Anh còn nói là không có ác ý Tại sao gạt em Tại sao các anh lại gạt em Đều là đại trượng phu Tại sao cùng nhau gạt em Tùy lớn tiếng nhưng giọng đã nghẹn ngào Thẩm lãng nói um, Thật ra bọn anh muốn nói cho em biết cái bí mật này Chú thất thất quát Vậy thì sao không nói Thẩm lãng thở dài Em coi kìa dáng em như vậy thì làm sao mà Bọn anh nói Chú Thất Thất nhảy lên lớn tiếng Em sao còn dám trách em à, dáng vẻ không tốt à Anh đã gạt em như vậy Các anh còn muốn em phải nhấn nhở cười tươi nấn nhỉ hay là làm sao Vương Lần Hòa nói à, Xin cô nương thông thả Nghe bọn này nói rồi nổi nóng vẫn chưa muộn Thẩm lãng tiếp lời Đúng rồi Em thư thả ngồi xuống nghe bọn anh giải thích Chú Thất Thất nói Em không muốn ngồi xuống thì anh làm gì Tuy nói vậy nhưng nàng cũng quay ngược lại ngồi xuống ghế Lời nói của thẩm lãng như có ma lực thần kỳ đối với nàng thẩm lãng thở vào, <laughs> được rồi, chuyện này rất là dài dòng, xin vương vinh thuật lại từ đầu. Vương Lân Hoa cũng thảo ra nhẹ nhõm, <laughs> chuyện này có quá nhiều khúc mắc, à, tại hạ thật tình cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chủ thất thất lại nổi giận lớn tiếng, không biết bắt đầu từ đâu thì không nói sao? Vương Lân Hoa cười vội, à phải nói, dĩ nhiên là phải nói chứ, nhưng mà, chủ thất thất chừng mắt, nhưng nhưng cái gì? Vương Lân Hoa nói, à, tại hạ thật là không biết nói từ đâu. À, hay là cô nương cứ hỏi Nàng hỏi một câu, tôi sẽ đáp một câu Tuyệt không giấu giếm chủ thất thất nói Được, à, trước hết tôi hỏi Nàng nói tới đây bỗng ngưng bật Chuyện này thật dối như tơ vỏ, ly kỳ khúc chiết Chính nàng cũng không biết bắt đầu hỏi từ đâu Nàng cúi xuống lại ngừng đầu lên Suy tư nhìn quanh Nàng chợt à, thấy bức họa ở trên tường đối diện Lập tức bị bức họa này thu hút Bức họa vẽ cảnh nửa đêm Ánh trăng mờ trong đêm sương bao phủ toàn bức họa, một con đường nhỏ hẹp xuất phát từ bên trái loanh quanh vòng vo dẫn ra giữa, rồi mất hút vào màn sương dày đặc, như hàm ý, không biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết đi về đâu. Bên đường là vách đá treo leo và với những dạo cây xanh thẫm, chân núi là đất bùn nâu. Phía trái, sau núi lờ mở một mảng tường hồng, với mái ngói đỏ cong như một trang viên nguy nga đổ sộ. Dưới mái ngói là một thiếu nữ, mái tóc đen huyền, mắt sáng long lanh, tuyệt sắc giai nhân. Nàng như đang ngập ngừng, nửa muốn bước ra, nửa muốn đi vào. Bên phải, sau núi hiện ra dáng thiếu nữ khác, cũng xinh đẹp tuyệt trần, cũng tuổi xuân phơi phới. Nàng đang ẩn nấp hay đang rình rập Thiếu nữ thứ ba đứng trên con đường quanh co giữa bức họa, nghiêng người lộ nửa bên mặt. Nàng có vẻ như muốn quay đầu tránh ánh mắt của thiếu nữ dưới mái ngói cong cả ba nàng đều xinh đẹp tuyệt trần, đều trong mày như mang nỗi trầm uất như u oán, như căm hận, như đang trốn tránh, như đang mong đợi. Các nàng mong đợi chi? Các nàng trốn tránh ai? Hay các nàng đang chờ một chuyện trọng đại sắp xảy ra? Tuy chỉ là một bức họa, nhưng hình ảnh sống động lạ thường. Bà thiếu nữ, mỗi người một vẻ, một tư thế, một tâm tư, một mong muốn khác nhau. Dường như cả ba đang chuẩn bị cho một hành động đặc biệt, không ai đoán được các nàng định làm gì nếu cứ ngưng chú ngắm nhìn bức họa người xem sẽ dâng lên một nỗi buồn hiu hắt như đó chính là chủ tâm của các nàng khiến cho người khác phải lòng đau tâm lạnh đêm sương trăng mờ càng làm cho khung cảnh thêm huyền bí khiến người ta xem cũng phải dùng mình kinh sợ như cảm giác được một chuyện lớn đó sắp xảy ra rồi lại không xảy ra họa sĩ chắc đang trong tâm trạng đợi trông mong cho sự kiện kia mau bộc phát để cảnh quỷ bí nặng nề tan biến càng nắm bức họa người xem càng thấm nỗi lòng nỗi tình ý của họa sĩ cũng hồi hộp đợi chờ bức tranh tuy khó hiểu lại hết sức đơn giản nét vẽ tuy sống động lại rất tầm thường họa đồ đơn giản bút pháp tầm thường lại có thể tạo nên bức tranh tinh tế với những tâm trạng phức tạp quỷ bí. Họa sĩ hẳn đang có một tâm sự rất là nặng nề như đã từng trải qua một tình huống trong tranh. Chỉ có người từng trải mới có thể biểu lộ được tình cảm qua nét vẽ tài tình như thế, tình cảm mặn nồng cay đắng của hận cùng yêu. Thu hút ánh mắt của Chu Thất Thất lại không phải là tâm tình nửa yêu nửa hận mà là nhân vật trong tranh chú thất thất ngẩn nhìn trăm trăm thiếu nữ bên đường người thiếu nữ như đang hoảng sợ trong cơn kích động mạnh sòng mắt long lanh như nước hồ lưu chuyển tà áo nhẹ bay dáng người tha thướt thần thái phong nhã ánh trăng soi tỏ thân ảnh nàng nơi trung tâm của bức họa tuy chỉ thấy nửa gương mặt chú thất thất vẫn nhận ra đây chính là mỹ phụ tóc mây độc như mãng xà tuyệt sắc giai nhân chú thất thất rốt cục lên tiếng trước tiên tôi hỏi anh đây là ai vương lần hòa đáp gia sư chủ tôi thất, thất quát lớn ngất lời Tảo lão tôi rõ ràng nghe anh gọi bà là mẫu thân vương lân hoa cười nói con yêu của gia sư không may yểu mạng khi nhận tôi là môn đồ người thương yêu tôi như con đẻ tôi tự nhiên kêu người là mẫu thân chủ thất thất chỉ ô như đã chấp nhận lời giải thích của hắn lại lạnh lùng <laughs> như vậy là anh thừa nhận tôi đã gặp bà vương lân hoa vuốt cằm mỉm cười không sai Chu thất thất nói, anh cũng thừa nhận bà đã nhốt tôi ở địa đạo này, rồi anh thả tôi ra bằng nơi chạy hòm kia. Vương Lân Hoa vẫn xoa cầm tủm tỉm, không sai. Chu thất thất nói, như vậy đám người triển anh Tùng Phương Thiên Lý cũng bị giải đến giam trong địa lao dưới đây. Vương Lân Hoa vẫn cười nói, không sai. Chu thất thất hỏi dồn ép Vương Lân Hoa thừa nhận từng câu với nét mặt tự nhiên, thần sắc không đổi, lại cứ tủm tỉm cười. Không kìm được, Chu thất thất lại nhảy lên giận dữ, giói tại sao bây giờ mới chịu nhận tại sao khi đó lại cứ phải chối khiến cho mọi người đều nghĩ rằng tôi là người điên mới nói hiu nói vượn vương lân hoa lại cười lúc đó tôi chưa biết thẩm huynh là bạn hay thù nên phải tạm thời phủ nhận tất cả bây giờ chu thất thất ngất lời bây giờ thì sao không lẽ bây giờ thẩm lãng lại đi cùng đường với anh vương lân hoa gật đầu đúng vậy tôi bây giờ đã rõ thẩm huynh cùng tôi có chung cừu địch bắt đầu từ nay tôi sẽ không giấu giếm thẩm huynh chuyện gì tất thất điếng người nàng tận mắt nhìn thấy thầy trò mẹ con vương lân hoa làm những chuyện kỳ bí gian dạo mỗi chuyện đều chủ tâm nguy hại người khác thậm chí cả võ lâm nàng không tin rằng thẩm lãng có thể cùng chung đường với họ nàng không tin vào con người nghĩa hiệp như thẩm lãng lại có thể làm được những chuyện như vậy nàng la lên thẩm lãng anh nói mau lời nói của hắn hoàn toàn là dạ thẩm lãng mỉm cười chậm rãi ờ, vương huynh nói không sai từng chữ từng câu đều là sự thật đấy Chu Thất đã lắc đầu, em không tin, em không tin. Nàng bước trên mặt thẩm lãng, mắt lưng, mắt lưng trỏng run rộng. Em quyết không tin, anh có thể chung đường với họ. Em quyết không tin, anh có thể tham dự vào những âm mưu của họ. Thẩm lãng lắc đầu thở dài. Em lầm rồi. Chu thất thất thả người xuống ghế ngừng mặt nhìn thẩm lãng, vừa hoang mang vừa tức giận. Nàng nghẹn ngào. Chẳng lẽ anh hèn hạ vậy sao? Thẩm lãng nhìn nàng chậm rãi. Em đã lầm rồi. Chu thất thất vỗ bàn lớn tiếng chuyện gì đã xảy ra sự chuyện gì đã xảy ra em không hiểu em không hiểu em hoàn toàn không hiểu thẩm lãng từ tốn em nghe anh nói này à, không nên chỉ nhìn vào một mặt của bất cứ chuyện gì thật ra em chỉ thấy một mặt của chuyện này nên em không những chẳng những không hiểu mà em còn hiểu lầm chủ thất thất nước mắt giàn ruộng ngước lên nhìn chàng hiểu lầm thẩm lãng không sai em đã hiểu lầm vương công tử không phải là ác ma vương phu nhân cũng không độc ác Chu Thất Thất ngắt lời, em đã tận mắt chứng kiến. Thẩm Lãng thở dài. Những gì em thấy cũng không sai, nhưng thật sự chính vương phu nhân đã cứu thiết đại hiệp, phương đại hiệp. Triển tiêu đầu, người đã lẻn vào ngôi mộ cổ lúc anh với em đang bị bất kim bất hoán và từ nhược ngu dây dưa. Người đã cứu bọn, triển tiêu đầu và đưa họ tới đây, hoàn toàn là vì lòng hiệp nghĩa, tuyệt không có gì là ác ý. Chú thất thất lớn tiếng Không có gì là ác ý Nếu không có ác ý Sao bà ta phải làm mấy chuyện quỷ bí Dùng thủ thuật ma quái Thế là họ mất đi thần trí Để những thứ mục nữ kia Đưa tới đây như đuổi chăn bò đuổi ngựa Nếu vì lòng hiệp nghĩa Sao cứu người ta rồi mà không thả người ta đi Thẩm Lãng nói, à bởi vì Vương Phu Nhân biết kẻ chủ mưu là một ác ma vô cùng giảo hoạt, bọn là triển anh Tùng thì không thể đối đầu với mưu kế cũng như là võ công của hắn. Nếu mà thả họ đi á, thì Vương Phu Nhân sợ họ không giữ được tính mạng khi gặp ác ma kia. Em nghĩ coi có đúng không? Chủ thất thất im lặng, Thẩm Lãng lại nói tiếp, Phu Nhân đã cứu những người này thì phải cứu cho chót, nên mà tạm thời đưa họ tới đây để bảo vệ, nơi này mới thực sự là an toàn. Chủ thất thất nói, cho dù là như vậy, bà ta đâu cần khiến bọn họ thành bò thành ngựa thẩm lãng ngăn lời. Nếu mà phu nhân đưa họ tới đây theo cách bình thường, nếu chưa đầy chăm dặm thì đã bị ác ma kia phát giác rồi. Hắn chặn đường thì kể như là mọi chuyện thất bại trong gang tấc có đúng không? Chủ thất thất suy tư chỉ <laughs> lên một tiếng mà không đáp. Thẩm lãng nói tiếp, à, huống chi là đang lúc cấp bách, phu nhân đâu có thời gian để giải thích với họ. Ngay cả có được giải thích thì bọn chuyển tiêu đầu chưa chắc đã chịu nghe lời khuyến cáo phu nhân vừa lo chu toàn cho hành trình lại phải tranh thủ thời gian chỉ có cách này mới có thể tránh tay mắt thiên hạ đưa họ tới đây an toàn vì phải đối phó với ác ma kia cho nên là phu nhân đành dùng thủ đoạn này cũng chính vì thủ đoạn lạ này mà đã làm cho em hiểu lầm đấy